Chiều ngày 24 tháng 1, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Hội Những Người Yêu Sài Gòn đã tổ chức họp mặt mừng Xuân Nhâm Dần với chủ đề Mang Nắng Hồng Sưởi Ấm Trẻ Thơ cho các cháu thiếu nhi ở trung tâm. Tại đây, các đại biểu và các cháu thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ mừng xuân mới, vũ điệu 5K, đồng thời nghe lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Hội Những Người Yêu Sài Gòn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên trung tâm và các cháu thiếu nhi vui đón một mùa xuân ấm áp, an lành, hạnh phúc. Và đơn vị tài trợ tặng quà cho cán bộ, nhân viên trung tâm và các cháu thiếu nhi gồm 150 thùng sữa cùng nhiều loại bánh, thuốc, nhu yếu phẩm khác với mong muốn đem yêu thương, niềm vui đến các cháu. Trước đó, Hội Những Người Yêu Sài Gòn đã tặng cho các cháu ở cơ sở bảo trợ xã hội Thiên Ân 45 thùng sữa.